2 ngày ngày 28 và 29 tháng 4, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết đại hội 13 của Đảng cho các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh, bí thư phó bí thư các chi đảng, bộ cơ sở trực thuộc và cán bộ đảng viên khối cơ quan chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đại tá Văn Thống, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì hội nghị. Trong 2 ngày, các đại biểu tập trung nghiên cứu các nội dung nghị quyết đại hội lần thứ 13, báo cáo Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về các văn kiện đại hội 13 của Đảng, báo cáo chính trị chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm năm 2021 đến 2030, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm năm 2016 đến năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm năm 2021 đến 2025. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng khóa 12. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Văn Thống, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhấn mạnh, việc học tập nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân, mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các đơn vị, góp phần tăng cường xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.